Xin chào các bạn, trước mặt các bạn là cái máy rửa xe K2 Compact của Karcher. K2 có thể nói là cái dòng máy nhỏ gọn nhất của Karcher. Ngoài ra còn có K3, K4, K5, K6, K7 gì đó. Mình mua cái K2 này bởi vì nó nhỏ gọn nhất. Tức là mình có thể rửa xe được và vợ mình, bạn gái có thể rửa xe thoải mái, không cần phải nhờ tới mình. Cái máy nhỏ gọn và khoảng chừng 4,5 kg, các bạn có thể cầm một tay, rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng và rất dễ sử dụng. Nó nhỏ như thế này đây, có màu vàng rất đặc trưng của hãng Karcher. Ngoài ra thì Karcher có hỗ trợ rất nhiều cái phụ kiện. Các bạn có thể mua thêm phụ kiện để rửa xe như là bình phun bọt, rồi cái bàn chải. Ngoài ra, nói chung là có thể mua rất rất nhiều cái phụ kiện khác nhau. Xịt gầm xe, xịt chữ U, xịt chữ L, xịt điều chỉnh áp lực. Mặt phía trước thì rất đơn giản, chỉ có một cái núm vặn công tắc là tắt và mở. Phía dưới thì có tem, mà cái máy này made in Germany. Và những cái thông số như là chống nước như thế nào, công suất, áp lực, rồi thời gian sử dụng tối đa là 15 phút. Bên trong hộp chúng ta có cái tay cầm cái súng 4 mét dây nối vào súng, hai cái đầu súng để bắn. Một đầu là bắn cái tia bẹt ra, một đầu là tia áp lực mạnh hơn 50%. Việc kết nối và lắp ráp cái máy thì rất là nhanh và rất là đơn giản. Phía trước chỉ việc vặn cái vòi vào, phía sau thì bên hãng có tặng một cái đầu để nối ống nước. Cái đầu này nếu như các bạn ở nhà đã dùng những cái ống như là vòi xịt rửa xe thông minh hay gì đó thì nó y chang như vậy luôn, tức là các bạn không cần phải nối thêm gì nhiều. Như nhà mình đang dùng cái vòi xanh này, mình chỉ việc tháo cái đầu xanh ra, phần còn lại là nó vừa khớp với cái máy rồi. Chuẩn của nó là như 16 ly thì các bạn chỉ cần tháo đầu ra và ghim vào phía sau máy là dùng thoải mái bình thường. Nếu như các bạn chưa có những cái ống này thì cũng rất dễ, có thể ra ngoài và mua và lắp ráp trong vòng chừng vài nút nhạc thôi là đã có máy rửa xe để sử dụng bình thường rồi. Ngoài ra phía sau máy còn có cái ống để hút xà phòng. Nếu các bạn không mua phụ kiện xịt xà phòng, xịt bọt thì các bạn có thể pha bình xà phòng và để thì ống đó nó hút vào. Việc gắn những cái vòi vào rất đơn giản thôi, chỉ đưa vào, bạn qua khớp là vào thôi, rất là nhanh. Việc thay các cái đầu vòi chỉ mất một vài giây và những cái phụ kiện cũng vậy, chỉ thay mất vài giây. Đây là cái bình phun. Cái tay cầm thì rất thoải mái, cầm thoải mái êm tay như thế này đây. Các bạn cầm và có thể hoạt động một tay hoặc hai tay. Nó cũng có cái khóa, khi các bạn kích hoạt cái khóa thì không có bấm được, tức là để an toàn. Mình sẽ thử rửa xe các bạn xem. Đây, ghim ống vào rất là đơn giản và chỉ việc bật máy lên. Khi các bạn bật máy lên phía trước thì nó kêu cái é một cái là nó tạo áp lực thôi, còn lại là xong, là có thể tiến hành rửa được rồi. Thì cái máy này có chống nước IPX5 và đây là chiếc xe rất là dơ của em gái của mình, nó đi mưa ngày hôm qua. Mình sẽ rửa xe cho các bạn xem. Đầu tiên là phun nước, phun ướt, mình phun bằng cái vòi dẹp, phun trước hết. Rồi sau đó mình lại phun bằng cái tạo bọt, rồi chà rửa. Nói chung là việc rửa xe thì không có xa lạ gì với anh em đi xe máy của chúng ta. Trang bị một cái máy xịt rửa áp lực ở nhà theo như mình thấy là một cái điều cũng khá cần thiết, bởi vì không phải lúc nào mình cũng chạy xe ra tiệm rửa. Và rửa nhà thì rất nhanh, một chiếc xe máy rửa chỉ khoảng chừng 5 phút là xong. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng để xịt rửa sân cửa, xịt nhà, xịt ví dụ như là xịt ghế, xịt bàn, xe đạp, và hoặc là tắm heo, tắm chó gì đó cũng được. Tất nhiên là phải cho heo, chó đứng xa xa, chứ đứng gần thì sẽ bị áp lực làm cho bị đau. Các bạn cũng lưu ý là khi xịt rửa bằng máy xịt rửa áp lực thì nhớ cách xa cái xe của mình ra khoảng chừng nửa mét, tới 60cm trở lên. Bởi vì cái áp lực nó rất là lớn, nó có khả năng gây bung dây điện nè. Nó có khả năng làm cho những cái tem đề can trên máy bị bung hết. Ví dụ như trong lốc máy có cái tem đề can, các bạn thấy trên chiếc xe này, chút xíu sau mình xịt thì nó bay mất tiêu luôn. Cũng không có phải là quá lạ bởi vì áp lực rất là lớn. Cá nhân mình thấy thì máy cũng xài cũng được, nó nhỏ nhẹ thoải mái. Và việc trang bị, các bạn có thể mua thêm những cái phụ kiện cũng là ưu điểm, tức là các bạn có thể mua thêm rất rất nhiều những phụ kiện khác nhau. Như hồi nãy mình có nhắc tới, các bạn có xe ô tô thì có thể mua cái xịt gầm, mua cái điều chỉnh áp lực trên thân tay. Và nó có những cái dòng khác nhau để các bạn lựa chọn. Đây là dòng compact, là dòng nhỏ gọn nhất. Ngoài ra các bạn có thể mua những cái dòng to hơn. Có cái dòng K2 Car là nó đi kèm theo cái bộ xịt rửa, bao gồm cái bàn chải này và bao gồm luôn cả cái tàu bọt. Thì do mình mua hai cái bộ rời và mình muốn nhỏ gọn nên mua cái này, nhưng mà các bạn tùy nhu cầu thì có thể mua những cái lựa chọn cao hơn hoặc những cái máy mạnh hơn. Có nhiều bạn hỏi mình là cái máy này có ồn không, thì cá nhân mình thấy là máy không ồn. Khi đo decibel, các bạn xíu nữa xem, thì cách xa máy 1 mét thì đo được khoảng chừng 80-85 decibel, tức là cũng không phải là ồn, tức là cũng ở mức chấp nhận được, cũng nhỏ nhẹ và êm. Về giá thì cái máy này mình mua giá là 2.590.000. Sau đó kiểm tra thì thấy ở một số siêu thị máy bán chỉ với giá 2.2 triệu.
và cho nên là cái giá nó chênh lệch nhau ở những nơi bán khác nhau, thì các bạn có thể tùy cái nơi mình mua và lựa chọn cái nơi bán như thế nào đó. Tất cả các máy đều được bảo hành chính hãng 1 năm, nhập khẩu chính thức. Như mình có nói lúc nãy, cái máy mình đang dùng đây là máy Made in Germany, và các bạn có dễ dàng mua được những phụ kiện của Kärcher, rất nhiều phụ kiện khác nhau. Chỉ sau 5 phút thì chiếc xe mình đã sạch như thế này đây. Đó là một chiếc xe em gái mình, nhưng mà xe mình chút xíu nữa các bạn sẽ được xem ở phía cuối clip. Một chiếc xe rất mới, rất đẹp, do mình mới mua. Đây là phần đo thử độ ồn. Và đây là phần mình xịt rửa nhà cửa. Như mình nói, việc trang bị một cái máy xịt rửa áp lực ở gia đình là điều vô cùng tiện lợi. Mình có thể làm rất nhiều việc với nó. Một điều cần phải nhắc đến là máy phun rửa áp lực thì nó tốn ít nước hơn là các bạn sử dụng vòi nước mở bình thường. Bởi vì máy này nó sử dụng tia nước rất là nhỏ xíu và áp lực đẩy mạnh ra ngoài, thì nó dùng ít nước hơn là các bạn dùng một cái vòi bình thường. Thế.vn. Và đây là mámáy rửa xe áp lực Kärcher K2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái máy khác nhé. Chào các bạn, đây là cái máy rửa chén Kärcher K2. Cái máy rửa chén K2, đây là phiên bản Kärcher K2 Compact. Rửa chén ở đây. Mình demo cái bình phun bọt tuyết của Kärcher. Đây, bình đây, máy đây, như thế này. Còn bây giờ là phun nước.